đó các bạn. Và đây cho ta mình đây một dĩa trăm và một chén mực cực ngon. Đây. Mình vừa mới đâm xong. Thì hôm nay mình sẽ review món trăm chấm muối ớt. Này là lâu lắm rồi mình mới ăn đó. Đây. Một quả trăm chấm muối ớt này. Rất là ngon. Hai tâm rồi cô tôi. Mời các bạn ăn xoài nha. Trời ơi xoài ngon quá trời quá đất. Xoài đây là xoài. Xoài, xoài. Xoài Thái hoàng nha. Đây là cầu tư của mình. Đây tiếp tục. Ngon lắm bạn. Trăm ngọt ngọt chát chát mà muối ớt nó cay. Này bắt đầu tới mùa trăm rồi nhưng mà có trăm. Trăm là trăm đầu mùa luôn à. Nay đi làm không thấy nào rảnh vậy mới đi chút đi làm rồi không con ếch nằm bệnh tiếp tục ăn. Mua ở đâu? Trăm này mình lấy đâu? Này nhỏ ngộn nhau, mấy là lớn con ngộn mau bể. Cay quá. Lớn ngộn không bể. Mưa cay quá, ăn hết nổi à. Còn quá ta rừng. Sự là ăn là rất là ngon. Trăm nó ngọt ngọt mà nó chát chát. Trăm với mớt này ăn cực kỳ tuyệt vời. Các bạn thì mua thử ăn thôi. Đâm mua ớt giống mình ăn thôi. Nó có ngon không? Và bây giờ mình xin kết thúc clip này đây. Nếu bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Chào tạm biệt.